Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin phép gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Hàn Quốc quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Sorento. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Kia Sorento nó có rất là nhiều phiên bản. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe này ở cái phiên bản 2.2 máy dầu và là cái phiên bản Signature quý bạn nhé. Phiên bản 2.2 máy dầu Signature là cái phiên bản cao cấp nhất quý bạn ạ. Và xe được trang bị động cơ 2.2 và động cơ diesel và vận hành bởi hệ dẫn động AVKD, tức là 4 bánh toàn thời gian quý bạn nhé. Chiếc xe này có thể nói là một chiếc xe siêu lướt. Chiếc xe được sản xuất năm 2022 và đăng ký tháng 5 năm 2022, tức là đến nay là chưa được một năm sử dụng quý vị và các bạn ạ. Từ tháng 5 năm 2022, chiếc xe vẫn còn bảo hành hơn 2 năm tại hãng quý bạn nhé. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản và còn được bảo hành dài tại hãng ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 1 tỷ 230 triệu quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi quý vị các bạn nhé. Ở cái phiên bản Signature, phiên bản cao cấp nhất này thì Kia cũng đã trang bị cho chiếc xe này là full option quý vị các bạn ạ. Thật tuyệt vời, với những chiếc xe đến từ Hàn Quốc thì bao giờ option cũng rất là nhiều. Ví dụ như là khóa thông minh, đè nổ, start top, ghế da và có ghế chỉnh điện này, sấy ghế này, cửa sổ nóc toàn cảnh này, cửa sổ panorama toàn cảnh này và loa hệ thống âm thanh giải trí là loa Bose quý bạn nhá, âm thanh cao cấp rồi. Ghế thì có nhớ ghế sấy ghế này, loa thì loa Bose này, màn hình thì màn hình thông minh rồi. Đấy, option thì rất là nhiều rồi các bạn ạ. Cốp điện này, không còn thiếu một cái gì nữa ở cái phiên bản 7 chỗ này rồi các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Sorento 2022 siêu lướt tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Sorento phiên bản 2.2 Signature siêu lướt này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì không phải để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Chiếc xe này là màu đỏ rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này là được sản xuất năm 2022 các bạn nhé, đăng ký tháng 5 năm 2022 cho nên là rất là mới các bạn ạ, siêu lướt các bạn nhé. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm một số đồ rồi. Mua xong một chiếc xe mới thì gần như là đều phải lắp thêm một số đồ các bạn nhé. Ví dụ như trải sàn, dán phin cách nhiệt. Đấy. Nhìn về phần bên ngoài rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Không có một vết xước sát nào cả các bạn ạ. Đấy. Chiếc xe này mua về là chúng tôi cũng không phải dọn dẹp gì cả, chỉ có lau qua đi một chút thôi vì chiếc xe nó rất là mới các bạn nhé, vì mới lăn bánh chưa được một năm. Và chiếc xe này thì còn bảo hành dài các bạn ạ, bảo hành tại hãng là hơn 2 năm nữa cơ. Chiếc xe với Kia thì được bảo hành 3 năm trong hãng, mà chiếc xe này mới đăng ký từ tháng 5, chưa hết một năm và còn hơn 2 năm bảo hành các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Đi một vòng quanh xe rồi mà không có một cái vết xước nào quý bạn nhé. Dàn lốp còn nguyên bản theo xe. Đây, thưa với quý vị và các bạn này, dàn lốp xe cũng đã được trang bị cái dàn lốp Michelin, Michelin nguyên bản này, và sản xuất là năm 2022 luôn quý bạn nhé. Date lốp năm 2022 này, cả cái dàn lốp còn nguyên bản này. Đấy. Date lốp năm 2022 luôn quý vị các bạn nhé.
Đây, date lốp là 2022. Tôi cho quý vị và các bạn xem này. Cái này lốp mặt lốp quay vào trong rồi. Cái này là Michelin Premacy 4 luôn quý bạn nhá. Premacy 4 này. Này, lốp sau này. R19 luôn quý vị và bạn nhá. 2022 luôn này. Đấy, còn rất là mới, rất là dày luôn quý vị và bạn nhá. Bậc cửa này. Nhìn về cái phần đầu của chiếc xe thì quý vị và bạn thấy được luôn đấy ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Sorento này là một cái cụm đèn pha bi xenon ông và mỗi bên 3 bóng bi xenon ông quý bạn nhá. Đấy, mỗi bên 3 bóng này. Đèn pha bi xenon ông này, đèn gầm được trang bị ở dưới này rất là kín. Đèn gầm là hệ thống đèn bây giờ là toàn bộ là đèn LED quý bạn nhé, rất là nhỏ như lại sáng này. Và xe cũng đã được trang bị là cảm biến trước này, cảm biến quanh xe đấy ạ. Giải đèn LED ban ngày này, đèn xi nhan này, khi bật xi nhan thì nó sẽ nháy xi nhan, còn không là nó sẽ bật đèn LED ban ngày quý bạn nhé. Camera đằng trước này, chiếc xe đã được trang bị đầy đủ là từ camera 360, thì đây là chiếc xe, đây là chiếc camera trước này. Đấy. Với mặt ca lăng và lưới tản nhiệt đấy ạ. Chiếc xe này thì không khác gì một chiếc xe mới quý vị các bạn ạ. Chưa có một cái vết xước nào đâu quý bạn nhá. Rất là đẹp này. Đây là cái camera ở trên gương này. Gương chiếu hậu được gập điện này. Tích hợp cả camera trên gương, xi nhan trên gương. Đấy, bậc cửa này. La răng đúc 19 này, rất là khỏe này. Nhìn về cái phần đằng sau thì quý vị các bạn thấy đây ạ. Cụm đèn cũng rất là mới luôn, rất là đẹp luôn. Đấy, hệ thống đèn là full LED rồi các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản CRDI Signature AVKD. Đấy, AVKD tức là vận hành bằng hệ hạ dẫn động hai cầu với 4 bánh toàn thời gian các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Camera lùi này, đằng sau thì có camera lùi này, cảm biến lùi. Đấy, đầy đủ hết cả rồi. Và chủ xe cũng đã dán phin cách nhiệt rất là xịn này, phin Luma của Mỹ. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Khóa thông minh bấm tay để mở cửa cả cửa bên phụ này. Gương chiếu hậu gập điện này. Xi nhan trên gương này. Camera bên phụ này. Đấy là camera trên gương bên phụ đấy. Camera 360 đầy đủ hết cả rồi quý bạn nhé. Đăng kiểm thì còn rất là dài. Từ tháng 5, đăng ký từ tháng 5 năm 2023. Đăng kiểm tận tháng 11 năm 2024 cơ ạ. Còn rất dài quý bạn nhé. Xe được trang bị rất là nhiều rồi. Nhìn về cái phần thân vỏ nội ngoại thất bên ngoài thì chiếc xe này rất là mới và option thì lại rất là nhiều như này đây quý bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên thì ta sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Bấm tay để mở cửa quý bạn nhé, khóa thông minh. Bấm tay để mở cửa này. Mở cái cánh cửa phía trước bên lái này ra, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn đây ạ. Chiếc xe này chủ yếu là giới thiệu để cho quý vị bạn xem về cái phần option là một chút này. Và cái độ mới một chút thôi, chứ chiếc xe này thì quá đẹp luôn quý vị bạn ạ. Đấy. Hệ thống điều chỉnh này, gương chiếu hậu này. Có cả, đây là cái gương gập điện này. Đấy, gương gập điện này. Có cả gương auto rồi các bạn nhé. Chỉ cần bấm khóa là gương gập này. Nhớ ghế này. Hệ thống âm thanh cao cấp loa bầu đây quý vị bạn này. Đấy, rất là đẹp, tất cả còn rất là mới nha. Bên ngoài còn mới, còn nguyên bản cơ, cho đến bên trong này keo chỉ còn nguyên là cái điều đương nhiên rồi các bạn ạ. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết ạ. Và chiếc xe này còn bảo hành các bạn nhá, cho nên các bạn có thể yên tâm này. Ghế lái chỉnh điện này. Ghế có chỉnh điện này, sấy ghế này. Đấy, đầy đủ hết option rồi. Đây các bạn nhé. Sấy ghế thì ở trên này này. Đấy, sấy vô lăng. Sấy ghế, sấy vô lăng đều có hết luôn các bạn nhé. Đấy, và đây là cái ghế chỉnh điện này. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2022 luôn quý bạn nhá. Đấy. Bản này là bản mới nhất rồi, chưa có xe 23 ra đâu quý bạn ạ. Đấy, trong hãng còn chưa có xe 23 ra. Bây giờ vẫn đang bán xe 22 thôi, thì là bản này là bản cao cấp nhất rồi. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Hệ thống ghế thì ghế điện hết rồi. Và da là trang bị được da cao cấp này. Rất là đẹp này, vô lăng không khác gì một chiếc xe mới luôn quý bạn nhé. Cảnh báo lệch làn này, cúp điện này, option thì quá là nhiều luôn quý bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này, bên lái này cho quý bạn cùng xem này. Keo chỉ là còn nguyên hết này. Đấy, táp bi cánh cửa này đều rất mới quý bạn nhé. Loa bầu này,
phía sau này có cả rèm này. Đấy, có cả rèm chắn nắng cho người ngồi phía sau. Rất là tiện luôn quý bạn nhé. Option của những chiếc xe đến từ Hàn Quốc thì rất là nhiều. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. Đấy, nội thất ghế sau này thì không khác thì một chiếc xe mới. Chiếc xe này là của một bạn thanh niên đi nhá, cho nên là không có người ngồi đằng sau mấy đâu. Đằng sau này mới lắm này. Đằng sau rất là mới luôn. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Đấy, đằng sau thì cửa gió điều hòa này, USB để sạc điện thoại này, rất là nhiều cổng sạc điện thoại luôn quý bạn nhá. Quý vị các bạn lên xe này thì có ngồi bao nhiêu người và mỗi người có vài cái điện thoại cũng đủ để sạc điện thoại quý bạn ạ. Lên xuống ghế này, đấy, rất là hay này. Đấy, rất là hay luôn quý bạn nhá. Túi khí thì quanh xe rồi. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Bây giờ thì tôi sẽ bật cái điện lên cho quý bạn xem về cái đồng hồ và màn hình của chiếc xe này nhé. Đấy. Đấy, màn hình giải trí này. Màn hình giải trí rất là nhiều các option quý bạn ạ. Xi nhan đều hiển thị ở trên đây này. Xi nhan đều hiển thị hết ở trên này luôn nhé. Khi ta đi ấy, là bật xi nhan bên nào là màn hình bên này nó sẽ sáng. Đấy. Option thì rất là nhiều luôn các bạn ạ. Điều khiển âm thanh trên vô lăng này, kiểm soát hành trình ga tự động cruise control này, rồi cảnh báo lệch làn này, hạn chế tốc độ này, và đặc biệt là có hiển thị tốc độ trên kính kìa, head up display. Đấy, rất là nhiều option luôn quý vị các bạn nhé. Nghe hệ thống âm thanh giải trí thì loa Bose rồi, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên nghe rất là hay. Đấy, tôi sẽ tắt cái loa đi. Bên trong này một số chỗ này còn chưa bóc ni lông quý bạn này. Đấy, chưa bóc ni lông đâu ạ. Đấy, rất là nhiều điểm còn chưa bóc ni lông quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe Kia Sorento Signature phiên bản 2.2 AVD, máy dầu quý bạn nhé. Với thiết kế của Kia thì rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Hệ thống điều khiển này, hệ thống điều khiển hộp số điều khiển cần số đấy ạ, xoay vặn đây, vặn núm này, và sấy ghế này, sấy vô lăng này, và phanh tay điện tử auto hold quý bạn nhá. Đấy, phanh tay điện tử auto hold đầy đủ hết cả rồi. Và sau đây thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cốp sau này là cốp điện luôn. Nếu như có chìa khóa là chúng ta bấm trên chìa khóa. Còn tôi không cầm chìa khóa, tôi bấm tại đây. Chỉ cần bấm thôi là cái cốp này nó sẽ mở, tự mở nhé. Cốp điện này, tự động này. Và đằng sau thì các bạn thấy đấy ạ. Toàn bộ là còn rất là mới quý bạn nhá. Tất cả là còn mới nguyên ạ. Chiếc xe này là không khác gì một chiếc xe mới ạ. Còn nguyên bảo hành tại hãng. Cốp điện đây. Đấy, và đằng sau rất là đẹp luôn, còn mới nguyên luôn quý bạn này. Đằng sau này rất là mới này, cái chắn đồ này, kích này. Đấy. Và hệ thống đằng sau, ghế đằng sau này là chỉnh điện đây quý bạn nhé. Chỉnh điện này, dàn điều hòa cho hàng ghế ngồi thứ ba này. Rồi USB sạc điện này, đầy đủ cả rồi quý bạn ạ. Đấy, chỗ nào cũng có USB sạc điện này. Đấy, và để điện thoại này. Đấy, quý vị các bạn ạ. Rất là nhiều option quý vị các bạn nhé. Nội thất thì rất là mới này. Nội thất rất mới, rất là đẹp luôn đấy quý bạn nhé. Đây là một cái vấn đề là tiêu thụ nhiên liệu đây. Tiêu thụ nhiên liệu thì được rất nhiều người Việt Nam quan tâm khi mua xe đấy nhá. Không biết là quý vị và các bạn có nhìn rõ không, vì là nó đang hơi bóng này. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Kia Sorento phiên bản 2.2 máy dầu này đây này. Chỉ 6,1 lít cho 100 km quãng đường kết hợp các bạn ạ. 6,1 lít thôi ạ. Nếu như chạy trong đô thị là 7,4, còn ngoài đô thị có 5,3 thôi các bạn ạ. Quá là tiết kiệm các bạn nhé. Trung bình có 5,3 lít cho 100 km quãng đường thôi ạ. Đấy, rất là tuyệt vời. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên phụ đây. Toàn bộ là keo chỉ là còn nguyên bản rồi này. À, và táp bi rất là mới này. À, táp bi được kết hợp giữa da, da này là da màu kem quý bạn nhé. Cho nên là rất đẹp này. Loa Bose này, rèm che nắng cho cửa sau này. Đấy. Nội thất đằng sau này rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, cửa sổ trời, cửa sổ panorama đây này. Rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ.
ghế đằng sau này cũng được là ghế chỉnh điện quý bạn nhé. Nội thất ghế sau này cũng là chỉnh điện này. Đấy, phải nói là option của chiếc xe Kia thì rất là nhiều. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị bạn cùng xem. Khóa thông minh này, bấm tay để mở cửa. Đấy, với cái keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên bản quý bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này, táp bi cánh cửa này, rất đẹp, rất mới luôn quý vị bạn ạ. Từng chi tiết một còn mới như một chiếc xe mới luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe tích hợp cái cam hành trình này. Cam hành trình này lắp thêm thôi, còn nguyên bản là xe có camera 360 quý bạn nhé. Chiếc xe này thì không khác thì một chiếc xe mới đâu quý bạn ạ. Về chất lượng thì quý bạn có thể yên tâm luôn vì chiếc xe này là còn bảo hành tại hãng nhé. Đấy, rất là đẹp này. Nhìn cái thiết kế của chiếc xe Kia Sorento này thì quá là tuyệt vời quý vị bạn ạ. Option thì lại nhiều, không khác thì những chiếc xe hạng sang của nước Đức, có khi option còn nhiều hơn đấy ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Sorento phiên bản Signature 2022 này là một cái khối động cơ thông minh. Đấy, Smart Trim, tức là động cơ thông minh, turbo 2.2 lít, động cơ diesel thông minh 2.2 lít các bạn nhé. Chỉ với 5,3 lít dầu cho 100 km quãng đường kết hợp thôi, cho nên là quá là hiệu quả và quá là tiết kiệm và kinh tế các bạn nhé. Đối với người dân Việt Nam bao giờ cũng quan tâm là cái việc tiêu thụ nhiên liệu. Mức tiêu thụ nhiên liệu là việc đầu tiên khi đi mua một chiếc xe các bạn nhé. Và với cái động cơ Smart Trim, tức là động cơ turbo thông minh, chỉ với 5,3 lít dầu cho 100 km quãng đường kết hợp thì là quá là tuyệt vời rồi quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi không phải giới thiệu gì nhiều về cái phần đâm đụng hay là va chạm hay ngập nước, vì cái điều đó chúng tôi cam kết là cái chắc chắn rồi. Và vấn đề nữa là chiếc xe này còn bảo hành dài tại hãng. Đấy, chủ xe đều thay dầu bảo dưỡng ở trong Kia hết này các bạn này. Cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm nhé. Và đây là cái phần ốc cabo này, keo chỉ cabo này, không những nó còn nguyên và còn rất mới từ cái tấm chống nóng này các bạn nhé. Đấy, tấm chống nóng này, tem này còn nguyên hết luôn các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này, còn nguyên bản hết này, và rất là đẹp đây các bạn này. Không khác gì một chiếc xe mới ở trong hãng đâu ạ. Bây giờ quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì quý vị có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền, mà được sử dụng một chiếc xe thì không khác gì một chiếc xe trong hãng ạ. Vì chiếc xe này vừa mới chạy hết rốt đa thôi, cho nên là bây giờ quý vị các bạn chạy mới thực sự cái máy móc nó mới vận hành, nó bắt đầu trơn tru ở cái thời điểm này đây quý bạn nhé. Đấy, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Kia Sorento phiên bản Signature 2022 và động cơ diesel quý bạn nhé. Chiếc xe này đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đăng ký tháng 5 năm 2022 ạ. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, không những còn nguyên bản và còn rất mới, không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Chiếc xe này chúng tôi đã cam kết và chiếc xe này còn bảo hành tại hãng luôn quý bạn nhé. Còn hơn 2 năm bảo hành tại hãng ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 1 tỷ 230 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị mà các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Sorento phiên bản Signature 2022 siêu lướt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đi trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.